Hello anh em, chào bọn em đã trở lại với Shiro mình, Shiro của Tekin Mi. Rất vui với nên gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game One Piece Fighting Pass. Chúc em nghe vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ nhấn like, subscribe nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với event của Aokiji. Hôm nay thì mình có một cái dịp cũng khá là hay đây, để mình muốn quay clip cho anh em xem. Đó là trong cái event này thì anh em có thể đi tích điểm để anh em mua trong shop ở chỗ này. Mua bằng những cái điểm mà cây ngọn giáo nên có thể mua được những cái con tướng ở chỗ này, tức là tướng SS nha anh em. Tuy nhiên thì mình thấy cũng có rất là nhiều bạn đã nhầm lẫn ở chỗ này, cho nên hôm nay mình giải thích luôn. Có nghĩa là anh em mua ở đây không phải là được vĩnh viễn nha, tức là không có phải được con tướng này luôn, mà nó chỉ áp dụng được trong cái hoạt động này thôi. Trong PvP mình cũng chưa thử nên cũng chưa biết nó có áp dụng trong đó không nữa, nhưng mà trong đây thì nó sẽ áp dụng trong đây nha. Và mình cũng không rõ là cái này thời gian bao nhiêu ngày, có thể là vĩnh viễn cho đến khi mà kết thúc cái hoạt động thì nó sẽ mất, hoặc cũng có thể là mấy ngày đó thì mình cũng không biết. Nhưng mà mình nhấn mạnh một điều là mua ở đây không phải là được vĩnh viễn con tướng đó nha. Cho nên rất là nhiều anh em thắc mắc, anh em kêu ủa sao em mua đây rồi mà sao lại không có, thì đó lý do là như vậy, nó sẽ không có được vĩnh viễn nha. Ví dụ như mình vừa mua con Enel xong đây, 1000 cái điểm ngọn giáo, thì cái con Enel này nó sẽ tích vô cái chỗ này để anh em đi. Anh em chưa có Enel nhưng mà anh em vẫn sẽ có Enel để đi cái này, thì bây giờ mình sẽ đi cho anh em xem. Đây, đây mình sẽ đi chọn cái đầu tiên mình đi trước nè. Hôm nay thì đây anh em có thể thấy là trong đây nó đang có cái ghép cặp, thì nếu mà anh em chọn Crocodile hoặc là Enel anh em sẽ được cộng thêm 50%, còn nếu bên đây anh em chọn Bellamy, Nami hoặc Usopp thì anh em sẽ chọn được nhận thêm 30%, tổng cộng là 80%. Cho nên là mình sẽ chọn cho anh em xem. Thì cái chọn đầu tiên này thì mình sẽ đi luôn cho anh em xem này. Đây, thì như anh em thấy mình đã có con Enel, mặc dù mình chưa có tướng Enel nhưng mà mình mua cái con đó 1000 điểm ngọn giáo cho nên có. À, nhân tiện đây thì mình cũng đi cho anh em xem con Enel rồi đánh đấm thế nào luôn. Nghe nói Enel rất là mạnh nha anh em. Thì cũng nhân tiện mình cũng đi luôn. Còn bên tướng bên đây thì chắc là mình sẽ chơi Mihawk. Nói chung là Mihawk hoặc là Aokiji đều được thôi, nhưng mà mình chơi quen tay con Mihawk hơn cho nên là mình quyết định mình sẽ chơi con Mihawk nha. Rồi ok, mình sẽ chọn là Aokiji. Còn ở chỗ nhân vật chính Luffy thì mình sẽ chơi là Mihawk. Đó. Như vậy thì anh em sẽ không được cộng thêm 3% nữa. Thành ra ở chỗ thằng Aokiji này bắt buộc anh em sẽ chọn là... À không, nếu mà chọn vậy cũng không được. Ồ, như vậy thì chỗ nhân vật chính. Ok ok, không sao cả anh em. Đây, chỗ thằng Mihawk thì anh em đổi thành Bellamy cho mình. Và chỗ ở đây thì anh em chọn đại một thằng nó đi. Chọn đại đi, tại vì lát nữa nếu mà ví dụ trong trường hợp thằng Enel có chết thì anh em có thể sử dụng cái con Aokiji hoặc là Mihawk. Cho nên thì chỗ này anh em sẽ chọn đại một tướng nào cho mình cũng được. Đấy, chọn đại Sanji hay là ai đó cũng được thôi, nói chung không quan trọng. Đây, mình sẽ chọn đại là Sanji đi. Đây, như vậy là chúng ta cộng được 80%, tức là anh em sẽ được cái điểm những cái điểm ngọn giáo và điểm cục băng, và sau đó anh em sẽ được cộng thêm 80% của điểm đó nữa. Đấy, kiểu như vậy. Rất là ngon nha anh em. Đó, bây giờ mình sẽ chiến luôn nha. Ây da, nói chung là cũng rất là lâu rồi, cũng từ rất là lâu rồi mình chưa có chơi lại con Enel này, thành ra bộ skill mình nghĩ là mình cũng không quen lắm đâu. Thì vô đánh thử là biết. Mà nói chung là trong con Enel này, trong đây nó có một cái chức năng cũng khá là hay, khi mà anh em nhận được cái hiệu ứng búp mà chọn đúng cái hiệu ứng của thằng Enel thì rất là ngon nha. Wow, đợt này thì có tiếng các kiểu nha anh em. Mình cũng không biết nên xài skill nào trước đây nữa, cũng hơi khó đây. Lâu quá rồi không chơi. Đây là skill đánh thường đúng không? À, skill này skill chích điện. Ui rồi ôi, ui thả chim à, số 8 là, à chứ này đánh tầm xa được nè, chứ đánh tầm xa được nè anh em. Chứ này thả rồng nè, ui tính ra anh em là tăng chiếu tầm xa không, ngon đó chứ anh em. Nói chung là đánh trong đây anh em chủ yếu là chạy là chính thôi. Ui tôi sai rồi, phải xài chiêu 3 mới đúng. Chiêu 3 anh em ơi, trong đây mình nghĩ là anh em nên xài chiêu 3. Chứ chiêu 2 là nó tiếp cận tới người ta là bị người ta chém đấy. Rồi đây là chiêu 4 này. Hay quá. Hay quá anh em ơi, mình biết rồi nha, mình biết chơi rồi nha. Mình biết chơi rồi nha, chạy thôi. Hồi máu cái nhẹ nè, đó là đầy cây chứ có gì đâu. Đó, anh em cứ chạy thôi, nói chung là anh em cứ chạy đợi với skill tầm xa rồi anh em đánh cũng được, không quan trọng. Đấy, để là win thôi. Rất là đơn giản. Rất là đơn giản nha anh em, đánh trong đây thì anh em chạy thôi, anh em đừng có lao vô đánh nha. Anh em lao vô nó là anh em thua chắc luôn, không thể nào mà thắng được đâu. Anh em lao đánh trực diện sắp lá cà là không thể nào mà win được đâu. Đây. Chúng ta được 80 và 8, thêm 8 phần 80% nữa là được 64 và 7 nè. Ừ. Thì nói chung anh em tích thêm cũng được. Mấy cái vé để đi cái này thì anh em tối đa anh em tích cái tích chỗ đó tối đa là tích được 4 vé, và mỗi ngày anh em có thể mua thêm 2 vé, một vé là 100 trái vàng nha anh em. Đây.
Đấy, mấy cái hiệu ứng búp này cũng khá là ngon nè. Tuy nhiên thì chúng ta có hiệu ứng ngon thì chúng ta lấy hiệu ứng mình vừa chọn đó là hình nắm đấm, thì đó là chí mạng, tăng chí mạng đánh rất là sướng nha anh em. À, tiếp tục. Nói chung là cũng khá là lâu rồi đó, từ cái bản test nói chung là bản test kế cái bản test cuối, bản test đó xong rồi mới tới bản test cuối, và bản test cuối xong mới tới bản 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 chính này, thì mình chơi con Enel được là bản kế của bản chính, kế của cái bản test cuối. Nói chung là rất là lâu rồi, cho nên hôm nay chơi lại từ từ đợt đó tới giờ là mình chưa quay lại được Enel anh em, chưa quay ra cho nên là cũng không chơi được, khá là cay. Rồi chúng ta cứ đánh nhấp nhả thôi, cứ đánh chạy thôi, cũng không có gì to tát. Thằng Crocodile này ít ít tung skill lắm nha anh em. Đấy, mà khi nó tung skill là chất lượng lắm luôn ấy. Đấy, chứ về tầm xa đánh tốt nè. Đấy, đừng có đi vô cái lốc xoáy nha anh em. Cái lốc xoáy đó là nguy hiểm tới tính mạng đấy. Ui, chiêu này ngon quá nha. Chiêu thằng em, chiêu số 4 này ngon ghê luôn á. Mày hả con? Ui, nó hồi rồi anh em ơi, chạy thôi. Chiêu này khá là xàm ta. Thả rồng này con, chạy thôi, né cái lốc xoáy ra là được, né cái lốc xoáy cát của nó lên anh em tới gần là anh em sẽ bị mất máu. Đấy, lại bị phá giáp nè, yeah. Dùng skill cuối cho anh em xem luôn nè. Quá đã luôn anh em ơi, đã lâu lắm rồi mình mới chơi lại được thằng con Enel này á. Quá phê luôn. Rồi, quên nha. Đi cái này chủ yếu lấy điểm thôi. Thật ra thì mấy cái điểm cọc băng rồi bây giờ mình nói chung là đổi mọi thứ mình đổi đã đầy đủ hết rồi. Chủ yếu là chúng ta lấy một số cái chính thôi. Ví dụ như là một cái thẻ cam thế mạng nè, là cái đó 6.000 điểm là nên chúng ta bắt buộc phải cày để lấy nè. Tiếp theo là 20 mảnh, 20 mảnh của Aokiji là bắt buộc anh em cũng phải lấy để anh em nâng cấp nè. Đó. Rồi thì ui cái này là hiệu ứng gì đây, là mà S luôn nè, thôi lấy luôn đi. Là mày làm biến dịch quá cho nên là cứ lấy đại đi. Đây mình ra shop cho anh em xem nha. Đây cái vé này tối đa là anh em tích được 4 vé nè. Mỗi ngày là nó cho anh em 2 vé, nhưng mà giờ ví dụ anh em để về 4 vé thì sang ngày hôm sau nó vẫn sẽ là 4 vé thôi, nó không có cộng lên 6 được này. Và mỗi ngày anh em thêm mua được thêm 2 vé ở dấu cộng này. Đấy, tối đa 2 vé thì đem sắp xếp sao để nó hợp lý. Anh em để thành số 2 là được, đi sau để thành số 2, ngày mai làm mới thêm 2 lượt là 4, là 4 lượt là ngon. Rồi còn trong shop thì chúng ta đổi những cái đổi rồi thì không biết nó có hiện đây không. À có này. Đây. Cái này 6.000 là anh em đổi nè, bắt buộc nè. Cái này 20 anh em bắt buộc anh em cày nè. Rồi vé vàng nữa này. Đấy, mình đã đổi được 3 cái rồi. Còn lại bây giờ thì mấy cái đá này mình cũng không cần nè. Thật ra cũng cũng có, nếu mà anh em đổi được thì càng tốt. Thật ra nó rất là quan trọng luôn. Anh em để đó khi mà có tướng mới. Thật sự từ lúc mà cái đời con Aokiji vừa mới ra mình mới cảm thấy thiếu thốn những cái đá này đó anh em. Cho nên mình nghĩ mục tiêu tiếp theo anh em nên đổi là cái này. Đấy, cái này là cái vé tím thế mạng, anh em đổi xong cái này thì anh em mình nghĩ là anh em nên bay sang đổi hết mấy cái đá này đi. Đấy, đổi hết mấy cái đá này đi anh em ơi. Nó không bao nhiêu điểm đâu, có 300 thôi, rất là ít. Anh em đổi tối đa này năm cũng có 1.500 à. À không, có 600 thôi, rất là ít luôn. Rất là ít điểm luôn. À không, cái này tại vì mình đổi ít quá, tại vì mình đổi có 2 cái thôi. Đây, tối đa của nó là 5 cái thì 5 nhân 3 là 1.500. Đấy, 1.500, rất là ít. Đấy. Và còn hai cái vé tím này đổi làm chi, mất công có đổi được gì đâu. Cái này thì anh em đổi không lẽ anh em bỏ ra ngàn anh em đổi rồi đem tách nó ra thành ngôi sao tím hả? Không mất công lắm, nó cũng chả có tác dụng gì. Rồi, ok. Để mình coi thử một cái thẻ tím phân tách được nhiêu. Nếu mà anh em dùng cái thẻ tím đó anh em đổi thì đổi 1.000 điểm để lấy thì mình thấy khá là phí, nó không có giá trị gì nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ áp dụng thử cái thẻ tím coi sao nha. Coi ví dụ đây là một cái thẻ tím này. Ui, thẻ tím này tìm hơi lâu ấy. Rồi mình chọn đây tìm cho nhanh đi. Đây, ví dụ một cái thẻ tím này anh em phân tách gì cũng được có 100 chứ mấy. Có 100 ngôi sao tím thôi anh em, nó không có xứng đáng để anh em bỏ ra 1.000 điểm băng để anh em mua. Cho nên không xứng đáng nha anh em, cho nên anh em đổi những cái khác ngon hơn, lợi hơn rất là nhiều. À, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Đây là cái ải dễ thôi, thật ra thì đây là ải dễ nha. Đây, thật ra là có ba ải, ải đầu tiên, ải thứ hai và ải thứ ba nè. Thì cái đầu tiên là cũng khá dễ, cái thứ hai bắt đầu khó hơn và mức độ này khó hơn nữa nè, nhưng mà nó chưa mở. Hiện tại mới được cái mở cái thứ nhất và cái thứ hai thôi. Cái thứ ba thì anh em cần phải đợi tới ngày 17 tháng 6 mới mở này. Đấy, 17 thì nói chung là thời điểm anh em xem clip này thì chắc là nó đã mở rồi, chắc là đã mở rồi. À, bây giờ mình đi tới con Blueno này, con trâu này thì nó cũng khá là khó này. Nói chung mình chơi trong đây thì anh em nếu mà anh em có một con tướng đánh tầm xa tốt thì rất là ngon. Đặc biệt mình thấy con Enel này ngon nha anh em. Con Enel này đánh tốt lắm luôn ấy. Những cái skill tầm xa rất là tốt luôn. Trước giờ mình chơi Aokiji và Mihawk thì đa số đều là skill tiếp cận nên rất là khó chơi trong đây. Chịu khó chạy chạy. Còn bây giờ có con Enel này mình thấy Enel này ngon đó chứ. Con ai cũng được, đúng rồi, con ai cũng ngon. Con ai cũng ngon nha anh em. Mà nãy mình thấy có Crocodile với lại Enel thôi cho nên là mình quyết định là mình đổi Enel tại vì không có ai. Chứ nếu có ai mình cũng đổi rồi. Đấy, nói chung là anh em chịu khó chạy đi là được.
Khi mà tung skill thì em chạy đi, tại vì tụi này nó tung skill mạnh lắm. Thật sự là những cái skill đánh tầm xa của Enel này rất ngon luôn ấy. Chiêu này thì đem cố gắng chạy là được thôi, không có gì hết. Hoặc đem có thể thích anh em chạy quanh cái vòng này cũng được nè, quanh cái cục này nó không có làm gì được anh em cả. Hay. Quá ngon luôn á, tính ra là Enel này ngon vãi luôn anh em. Tuyệt vời. Cuối cùng mình đã tìm được con tướng lý tưởng rồi. Hèn chi thấy anh em khen con Enel này vãi luôn ấy. Đúng là con Enel này quá tuyệt vời. Nó không có điểm trừ nào luôn, thực sự nó không có điểm trừ nào. Mình không thấy được điểm trừ nào của nó luôn ấy. Nó quá ngon. Con lợn này. Đấy, chạy thôi, làm gì được nhau. Tung skill cuối luôn nè mày. Rồi, à, này mình bỏ qua luôn ha, đỡ mất thời gian. Ủa, nó vẫn chưa hết cái ống giáp luôn kìa. Lì đòn nè. Ui, nó làm cái gì kìa. Nó làm cái gì kìa anh em. Rồi, nó xong rồi, nó xong đời rồi. Ok, quá ngon. Đây, để ra đây mình nói với cho anh em thêm một cái chỗ này nữa. Ví dụ mà anh em chơi thằng Enel này nè, mà anh em ra đem nhận hiệu ứng búp ấy. Đây, để ra đây mình nói cho. Lúc mà anh em thắng được một trận á, là nó sẽ hiện ra những cái búp cho anh em chọn cái búp. Và nếu mà anh em chọn được cái búp mà có cái hình con mắt Sharingan của Enel ấy, là nó hồi chiêu cực nhanh. Và anh em sẽ gọi là sao ta, gọi là tung skill liên hoàn luôn. Hồi chiêu rất nhanh nha anh em. Nhưng mà tiếc trong đây không có rồi. Cái chiêu này chắc là lò xo của Bellamy này. Chắc là so Bellamy, nó chả liên quan gì tới Enel cả nên mình cũng không lấy làm chi. Cái này chắc là tốc độ di chuyển, còn cái này là nó liên quan tới máu thì phải. Đây là 100% và 30% này, không biết là hồi cái gì mình cũng chả biết nữa. Thôi mình sẽ lấy cái bên đây đi. Đôi khi ít khi ra lắm, hiếm khi ra lắm. Nó hiếm khi ra đúng tướng cho chúng ta chọn lắm, cho nên rất là khó. Ok, mình đánh một phát thôi. Nói chung là mình đánh nốt một chương thì chắc là mình sẽ kết thúc clip thôi, cũng không quay dài. Ok, tiếp tục nào. Con Enel này quá ngon anh em ơi, cho nên từ giờ mình sẽ sử dụng con Enel này trong cái trường hợp mà nó bắt buộc xài tướng Enel. Còn nếu không chúng ta có thể xài Mihawk cũng được, Mihawk cũng ngon mà. Con Kaku này hơi khó chịu một cái nè, tại vì nó tung skill khá là nhanh. Skill của nó tung khá là nhanh và tầm của nó cũng khá là xa. Chúng ta chạy là chính thôi. Đấy, chủ yếu chạy thôi. Chứ mình cũng ngại đánh trực tiếp với nó lắm. Nó con này nó chạy gần mình luôn ấy. Tức là nó chạy gần chúng ta luôn này, nên chúng ta phải né thật là chuẩn nha. Nó còn là bị ăn đòn đấy. Rồi nó xong rồi. Đấy, chúng ta canh thời điểm lúc mà nó bị phá giáp rồi ta lao ta đánh nó liền. Tại vì lúc nó phá giáp rồi nó không có làm gì được mình nữa. Chúng ta chỉ việc combo nó thôi. Combo tới khi nào mà nó hồi giáp lại thì chúng ta sẽ chạy tiếp chơi chiến thuật cũ là ok. Đấy, nó hồi rồi nè, nó hồi thì chúng ta chạy thôi. Ui, bây giờ thành hưu cao cổ nó còn ghê gớm hơn nữa đây. Chạy thôi, chạy không được luôn em thấy không? Thấy anh em thấy mình chạy mà cũng không được ấy. Quá khó. Con lợn này, ui rồi anh em thấy nó ghê chưa? Hồi máu đi. Hồi được xíu máu. Mình tích được 3 ống của điện rồi nè, mà không biết cái ống này có tác dụng gì không. Con lợn này. Trời, còn xíu máu chưa chịu chết nữa không nói. Lì ghê. Rồi, win rồi. Như vậy là đánh tới con Kaku này thì mình bị mất một xíu máu này. Nói chung là mất một xíu, không sao. Lát nữa mình vô mình dùng chopper mình hồi là đầy cây thôi. Con boss cuối hình như là con Lucy. Boss cuối là con Lucy, sau đó là con cuối cùng nữa là con Aokiji. Con Aokiji là con khó chơi nhất. Nó tung skill rất nhanh và skill kiểu đóng băng các kiểu. Nhưng mà anh em né hơi mệt đấy. Nói chung là vô đó thì né hơi mệt. Khi mà anh em hết cái lướt rồi thì hơi khó chơi. Đây, vẫn chưa ra luôn. Cái này là tăng đam thôi thì phải. Ok, vẫn chưa có cái hiệu ứng của thằng Enel. Quá đã luôn. Nếu mà được cái hiệu ứng đó là tuyệt vời luôn á. Là đánh hơi bị sướng luôn á. Nhưng mà tiếc là không có. Số mình đen quá. Nói chung cái đó thì cũng hơi khó ra. Khi mà chúng ta chơi con tướng khác thì lại ra của con tướng này. Rất là khó. Kiểu cây cú anh em. Ví dụ mình đâu chơi Bellamy đâu mà tự nhiên hồi nãy nó ra cái Bellamy. Cay thiệt. Rồi con Lucy này thì nói chung cũng dễ chơi thôi. Anh em chịu khó đánh chạy trốn là được. Chạy là được. Ủa, nói chung là nó khá là nhanh phá giáp này. Mấy con này phá giáp khá là nhanh. Và máu của nó mất cũng rất là nhanh luôn anh em thấy không. Đấy, rất là nhanh luôn. Cực kỳ nhanh luôn ấy. Đấy, nên chúng ta tranh thủ chơi combo liên hoàn nó trước khi nó tỉnh giấc. Bây giờ nó tỉnh giấc nó quá báo rồi nè. Nó chuẩn bị quá báo ấy. Đấy, cái tung skill cũng chậm mà chứ không có nhanh như Kaku. Kaku này là con khó chịu nhất mà mình cảm thấy ác luôn á. Con lợn này, skill của Enel này quá ngon luôn. Úi giác, úi giác, úi giác. Nhưng mà mình thấy skill khá ngon, tầm xa các kiểu sướng vãi. Đấy, phá giáp nữa này. Giờ mình hồi máu đi, tranh thủ hồi máu cho đầy cây đi.
Rồi quên đây. Ok, vậy là chúng ta xong nha. Rồi, chúng ta đến cái boss cuối cùng là con Kuzan. Nhưng mà Kuzan phiên bản không mặc áo choàng. Kuzan không có áo choàng nha anh em. Còn Kuzan mà tướng chúng ta quay là có áo choàng. Đợi cái đoạn này hơi lâu. Xong game nó hơi chạy mấy cái phần trăm này, hơi lâu nha. Không biết sao là phải có cái đoạn này ta. Hơi mệt. Có ra Anel là ngon nè. Ui, nhưng mà có cái điện nè anh em. Không biết cái điện này có liên quan tới Anel không thì mình cũng không biết, nhưng mà tôi kể tới cái chọn đi ha. Rồi, boss cuối. Đó là con Aokiji. Vô luôn. Con Aokiji của mình bây giờ đã tăng lên lực là 180 mấy k luôn rồi, ghê thiệt. Cho nên rất là ngon nha. Anh em đánh trong đây thì các tướng của anh em đều sẽ được full sao hết và lực chiến sẽ rất là cao. Mình không biết là có liên quan gì tới các thẻ đồ nữa không thì mình không biết, nhưng mà trong đây nó full lực chiến. Full lực chiến và full sao. Đây đây con này giữ nè anh em. Chúng ta đánh né hơi mệt nha. Thực sự là đánh với con này né rất là mệt luôn. Ok, tạm thời cứ dùng sát thương đó, cứ dùng sát thương đi. Rồi, ui, ui à, thế mà vẫn dính nha. Mình đã canh mình né rồi mà vẫn dính sàm lao thiệt. Đây mình tung skill 4 luôn nè. Đó, bị phá giáp rồi nè anh em, ngon. Hay quá. Enel đánh ngon quá luôn á anh em ơi. Nay mình mới chơi lại được Enel á. Rồi lâu lắm rồi, chắc phải gần nửa năm rồi. Chắc phải nửa năm rồi mình mới chơi lại ấy. Ui, đóng băng này mình né được một xíu nhưng vẫn bị dính này. Nói chung là cái này anh em cần phải né nhanh. Né nhanh thì mới được. Đó, né được liền. Dính không ta? Ồ, vẫn dính, may quá. Ok, khá ngon. Con anh em này thực sự là quá tuyệt vời đây em ơi. Con anh em này tướng hệ gì ta? Mình quên để ý nữa. Để lát mình coi thử nó tướng hệ gì nha. Mình nhớ không nhầm là hệ vàng, hệ xanh gì đó. Chứ con này không thể nào hệ đỏ cho anh em. Ui, mình né ra cái đống băng nè. Ngon chưa? Nhân tiện hồi máu cho đầy cây luôn đi. Ui, đù né được luôn nè anh em. Phê chưa? Con rồng này khoảng cách cũng khá là xa này. Wow, vậy mà không chết ta. Rồi, win rồi. Ok, nói chung là đánh con này khá là khỏe, theo mình cảm nhận là vậy. Không biết là đánh bên chương 2 thì nó có lợi hay không đây. Tại vì chương 2 tụi nó trâu lắm. Rồi, xong, cuối cùng đã xong rồi. Đây nhà, để mình ra mình coi nó hệ gì nha. Tại vì mình biết một điều chắc chắn là nó không thể nào hệ đỏ rồi. Tại vì hệ đỏ là có Crocodile rồi. Còn bên hệ xanh thì có Mihawk với lại hình như là có A. Cho nên chắc là hệ vàng, mình nghĩ là hệ vàng. Đánh như thế mà cũng chưa được 200k nữa anh em. Xếp hạng coi. Mình được 500k nè. Nhưng mà 500k này thực sự là không có nghĩa lý gì với mấy cái xếp hạng này luôn. Xếp hạng thấp nhất coi. Chắc là xếp 100 là hết. Uầy, 100 là hết rồi anh em. Mà 100 là 626k. Trời ơi, nó chỉ hơn nhau cái số lẻ phía sau thôi là cũng đã có trong xếp hạng rồi. Khá khó. Rồi ok, đâu rồi ta? Mình chưa kịp xem nữa. Này tạm thời cái này coi như xong đi. Cái này thì mình hôm qua mình đã dành slot rồi này. Đây, Enel là tướng hệ gì ta? Ủa hôm nay không được xem hệ à? Đây 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 có nè. Ui. Không biết có không, nó không có hiện hệ gì cả nhờ. Ok thôi bỏ đi, muốn xem nhanh thì đem thể vô đây đem xem cũng được, cho nó lẹ cũng được. Oh my god. Đây, con Enel là hệ vàng nha anh em. À Enel hệ vàng, như vậy là chung hệ với Aokiji. Chung hệ với Aokiji với lại Senji hệ vàng. Mihawk hệ xanh, hệ đỏ chúng ta có này. Như vậy là tướng hệ xanh chúng ta có hai con trước rồi nè. Rồi sau đó là hệ vàng. Hệ vàng thì hiện tại có Enel với lại con mới ra là con Aokiji. Và cuối cùng là hệ đỏ là Crow đang lạc loài. Cho nên ít bữa ra thêm Lucy. Ra con Lucy hổ báo là sẽ có hai tướng hệ đỏ. Đấy kiểu như vậy. Rồi thế được rồi, clip của mình chắc là đến đây thôi. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình nha. Ok, và nếu mà cho em nào còn chưa biết trong đây thì mình đấy, trong cái chỗ này mình nói mình mua mấy con tướng này nè. Thì có gì anh em có thể mua cho mình để sử dụng nha. Tại vì những cái điểm ngọn giáo này thực sự đến hết hoạt động thì cũng không có gì để đổi. Cho nên chúng ta dùng để đổi những con tướng này thì cũng rất là ok thôi. Rất là hợp lý. Cho nên mình đã đổi con Enel và mình cảm thấy nó rất là ok. Con Enel quá mạnh. Hiện tại mình đã đi được thêm 1600 rồi nè. Cho nên với cái 1600 này mình sẽ đổi được một cái thẻ tím thế mạng nè. Giờ mình ráng cày thêm 1500 nữa mình đổi thêm một phát nữa. Sau khi đổi xong cái này rồi thì mình sẽ tập trung xuống đây để mình đổi mấy cái đá. Mấy cái đá để bữa ra tướng mới mình có đá để nâng cấp. Chứ mấy cái đá thì nếu mà anh em thiếu đá bắt buộc anh em phải dùng thể lực và rất là hao thể lực nha anh em. Một lần đánh tới 20 thể lực.
và anh em chưa thấy cái hoàn cảnh của mình khi mà vừa mới quay được con Aokiji đâu. Phải 2 đến 3 ngày sau mình mới full được cái bộ skill. Quá khó. Đây, bộ skill ở đây nè. Nó tốn đá rất là nhiều nha. Ủa, thậm chí là chưa xong luôn đấy. Ô, chưa xong mà ta. Ô, như vậy là chưa xong mà. Mình cứ tưởng là xong rồi chứ, nhưng mà chưa xong luôn này. 9 này. 14 này. 19 này. 23 này. Ủa, 24 luôn này. Ngon. Rồi, vậy là mình đủ rồi này. Ok, nhưng mà bây giờ đã full hết cái này rồi, nhưng mà cái vòng này chắc chắn là sẽ không được đâu, tại vì đã full rồi. Đấy. Nói chung là hiện tại vẫn chưa update thêm cái mới, cho nên là hiện tại 7 vòng là hết rồi. 7 vòng là hết. Ok. Này, thấy được rồi. Bye bye anh em nha. Rất là hao thể lực luôn, cho nên bây giờ bắt đầu tích thể lực nè. Bắt đầu mình tích thể lực. Tại vì mình đã sắp cấp 80 rồi, mà khi anh em lên cấp 80 rồi thì anh em sẽ không nhận được kinh nghiệm nữa. Max cấp rồi. Cho nên mình đợi nhà phát hành update thêm về cấp độ thôi.